Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì kênh trở lại với bãi kiểng của chú Thảo ở đường Cách Mạng tháng 8 thành phố Cần Thơ hé mấy cô chú. Dạ, giao lưu hôm nay là mình có một số phôi mai vàng, phôi tứ quý, cây đế quýt quá luôn cô chú anh chị ha. Bữa nay có nhãn sù luôn nha mấy cô chú, cây nhãn đế sù luôn ha. Đây mình có một cây nguyệt quế nha mấy cô chú. Dạ, nguyệt quế cây khủng luôn ạ. Dạ, hàng lớn nha cô chú ha. Cô quý cô chú anh chị mình đăng ký cây nguyệt quế này thì mình liên hệ với số điện thoại của chú Thảo giúp em nha. Rồi một số phôi mai xíu nữa chú sẽ giao lưu chia sẻ cùng cô chú anh chị ạ. Dạ, bữa nay mình cũng có bông trang nữa nha quý cô chú. Phôi tứ quý, phôi mai vàng, cây quái, đủ dáng đủ kiểu luôn ạ. Dạ, rồi bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của chú Thảo ạ. Dạ con xin chào chú Thảo ơi. Rồi, chú chào Thảo, chào bà con, chào anh em. Hôm nay Thảo nghe được một số phôi gồm có tứ quý, nhãn rồi mai vàng. Cũng mong bà con anh em trên toàn quốc ủng hộ vợ chồng Thảo. Dạ. Bây giờ mình vô cây số 1 đi Phương ơi. Dạ. Không để mất thời gian của bà con. Rồi phôi số 1 đầu tiên là một phôi mai vàng nghe bà con. Dạ. Thảo đo hoành thân cho bà con coi trước đi rồi Thảo quay sau nè. Hoành thân 26. Dạ. Đế bầu là 38. Tổng chiều cao là 35. Mã số 1 là một phôi mai vàng à, nghe bà con. Dạ, phôi mai vàng cây bonsai nha cô chú anh chị. Già lắm rồi nha quý cô chú à. Rồi, mã số 1 Thảo giao lưu với bà con là 1.900.000. Dạ, 1.000.000. Mã số 1. 1.900.000. Một phôi mai vàng, Thảo bao phí toàn quốc. Dạ. Dạ rồi. Rồi mã số 2. Rồi mã số 2 là một phôi tứ quý nghe bà con. Dạ. Trên đầu này nó có cái thẹo nghe bà con. À. Đế cái thẹo này để hồi chú đo cho bà con. Hoành thân là 32. Dạ. Đế bầu là 42. Tổng chiều cao là 37. À, chú đo cái thẹo này Phương ơi, chú đo cái thẹo bè ngang cho bà con này. Cái thẹo này bè ngang là nó là 7 phân nghe bà con. Dạ rồi. Đó có sao là Thảo đo chính xác cho bà con nè. Đó, 7 phân. Rồi, mã số 2 là một phôi tứ quý. Cây này đấy khá đấy luôn ha, đấy đều nha. Rồi, mã số 2 Thảo giao lưu với bà con là 2.100.000. Dạ. Mã số 2. 2.100.000 phôi tứ quý. 2.100.000 một phôi tứ quý. 100.000. Một phôi tứ quý. Dạ rồi, con đổi rồi chú nha. Rồi, mã số 33 là một phôi mai vàng. Dạ. Cây chân cành bỏ rất là đều nghe bà con. Trời. Có cốt đó. Đều luôn, thân lắc luôn. Lắc rất đều. Cây đâm một sống khỏe luôn ạ. Mặt cắt kéo nhựa mạnh luôn nha quý cô chú nha. Tại vì gom một tầng nó mới đủ được một số cây. Dạ. Rồi, Thảo cho bà con coi cái thông số. Hoành thân là 38. Dạ, hoành 38. Đế bầu là 46. Dạ, rồi. Tổng chiều cao là 61. Rồi, mã số 3 là một phôi mai vàng. Rồi, cây này khéo cây thân lắc luôn nha mấy cô chú. Rồi, mã số 3 Thảo giao lưu với bà con là 7.500.000. Mã số 3, một phôi mai vàng. 7.500.000 nha mấy cô chú. Mã số 3, 7.500.000. Thảo bao phí cho bà con toàn quốc. Dạ. Dạ rồi, con đỡ rồi các chú. Dạ, một cây. Một con thú nghe bà con. Dạ, một cây bonsai. Đó. Dạ, nguyên một củ đế đặt sọp luôn nha cô chú chị. Dạ. Rồi, Thảo cho bà con coi cái thông số. Cây nhỏ gọn mà rất là đế dữ nha mấy cô chú nha. Hoành thân là 21. Dạ rồi. Củ đế bầu là 69. Dạ. Tổng chiều cao là 28. Mã số 4 là một phôi tứ quý nghe bà con. Rồi, cây này đáng chơi nha mấy cô chú anh chị. Rồi, mã số 4 Thảo giao lưu với bà con là 3.700.000. Mã số 4, 3.700.000.
Một phôi thông quý. Dạ rồi. Rồi, mã số 5 là một phôi mai vàng. Dạ, cái này lực cây nha cô chú anh chị. Dạ, quá trời đế nở luôn nha cô chú à. Rồi, thảo cho bà con qua cái thông số. Hoành thân là 49. Thảo đo xẻ xuống đây một chút xíu. Cái này là thảo đo tham khảo nha. Dạ. Là 64. Dạ, vị trí là 64. Đế bầu là 51. Tổng chiều cao là 75. Mã số 5 là một phôi mai vàng. Dạ, thôi. Rồi, mã số 5 thảo giao lưu với bà con là 8.500.000. Cái này lực cây lắm. Mã số 5 8.500.000. Dạ, có cốt cành luôn ha. Mấy cái đất này nó xù xì luôn ạ. Dạ rồi, con rồi. Mở lên chứ ha. Số 6 vẫn là một phôi mai vàng. Dạ, cây này nó già cây. Cây này rất già cây nghe bà con, rất sạch sẽ nha. Đó. Cái thân nó nu nằm xù xì hết trơn nha. Cây rất mạnh khỏe. Rồi, thảo cho bà con có cái thông số. Hoành thân là 43. Dạ, rồi. Đường kính bầu là 52. Tổng chiều cao là 57. Rồi, mã số 6 vẫn là một phôi mai vàng. Cây này có cốt chi ha. Rồi, mã số 6 thảo giao lưu với bà con là 9.500.000. Mã số 6. Thân nó xù xì cổ cây lắm. 9.500. Thảo bao phiếu cho bà con toàn quốc, cây rất già nha bà con. Rồi, 9.500.000. 9.500.000. Dạ, rồi con lỡ hết chú. Rồi. Là một phôi bông trang. Ở đó đó. Rồi, cây này nguyên một bệ đế đặt kẹo luôn nha mấy cô chú nha. Rồi, thảo cho bà con có cái thông số. Tổng cổ áo là 39. Dạ rồi. Đường kính bầu là 32. Chiều cao là 26. Mã số 7 là một phôi trang lá nhỏ nha bà con. Rồi, mã số 7 thảo giao lưu với bà con là 2.700.000. Mã số 7. Dạ, mã số 7 là 2.700.000 luôn nha cô chú. 2.700.000. Dạ, rồi. Rồi, mã số 8 là một phôi thư quý. Dạ, cây bonsai lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Cây này hoành cũng khá lớn nha bà con. Dạ, gióp cây luôn ạ. Đế sổ nôm nó gom củ đặc luôn nha cô chú. Củ đặc luôn bà con ơi. Dạ. Rồi, thảo cho bà con có cái thông số. Hoành thân là 37. Dạ rồi. Đường kính bầu là 49. Tổng chiều cao là 61. Mã số 8 là một phôi tứ quý nha bà con. Rồi, mã số 8 thảo giao lưu với bà con là 5.700.000. Dạ, mã số 8. 7. Phôi tứ quý nha quý cô chú anh chị. 5.700.000. Số 9 là một phôi mai vàng. Cái này quái dị gà na luôn nha cô chú. Cây này ra nay rất mạnh nha bà con. Cây này clip trước có bà con chốt nhưng mà khi mà đặt vấn đề chuyển tiền cọc phải xa quá rồi không chuyển tiền cọc thì thảo cũng cho ngưng lại. Dạ. Rồi, thảo cho bà con quay thông số, một cây xù nha bà con. Cây này ngoài nhìn ngoài quái dị lắm nha cô chú. Cây này ngoài là rất quái nha bà con. Cổ áo thảo đo nhỏ nhất là 32. Dạ. Thảo đo xẻ đây chú, cái này là thảo đo tham khảo nha, là 44. Dạ rồi. Đế sổ là 22. Tổng đế bầu là 101. Cành bay ra là 34.
À, cái này là có cái thẹo nghe Phương. Con quay kỹ cho bà con nha, nó bằng cái ngón tay này nha. Đó, nhờ vô đây là có đá rồi nha, có sao là Thảo báo cho bà con vậy nha. Cái này là cây mai dạo nha bà con, cây dạo ghim nha. Này một phôi mai dạo nha bà con. Đâm tược sống khỏe hết rồi nha cô chú chị. Rồi mã số 9 này Thảo giao lưu với bà con là 7.500.000. Dạ rồi, 7 triệu. Mã số 9, 7.500.000. Một phôi mai dạo nha bà con, một cục xù nha. Dạ rồi, con đỡ ra hả chú. Rồi, số 8 là một phôi mai vàng. Mã số 10. Dạ, phôi mai vàng. Cái này cũng có nguyên một bội đế đặc. Một cây trực trong lưu nha bà con. Dạ. Củ đặc nha, rất là đặc. Rồi Thảo cho bà con coi cái thông số. Hoành thân là 38. Dạ rồi. Củ đặc là 72. Đường kính bầu là 49. Tổng chiều cao là 72. Đế sổ là 24. Rồi mã số 10 là một phôi mai vàng. Cây này gióp cây nha cô chú anh chị, có chi cành đế đặc không ạ? Cây chân cành bỏ đều nha bà con. Rồi mã số 10 Thảo giao lưu với bà con là 6.700.000. Dạ, mã số 10, 6.700.000. Thảo ba phí cho bà con toàn quốc. Cô chú anh chị mình đăng ký phôi nào liên hệ với số điện thoại của Thảo giúp em ạ. Dạ rồi con đỡ luôn hả chú. Rồi mã số 11 là một phôi mai vàng nghe bà con, một con vịt nha. Đó. Rất là quái, một mẹ đặc. Dạ, nguyên một, đó, nguyên một cái lưng nghe bà con, cây rất sạch sẽ không thẹo chết nha. Đây này có cái ức cũng khéo luôn chú chị. À, cây rất ngộ. À, điên Thảo trên đứng lại lại cho bà con. Rồi. Rồi Thảo cho bà con có cái thông số. Dạ. Rồi. Hoành thân là 27. Củ đế đặc là 79. Đường kính bầu là 43. Tổng chiều cao là 52. Rồi mã số 11 là một phôi mai vàng nha bà con. Nè, cái lưng nè. Nên để Thảo đo cái lưng cho bà con Phương ơi. Cái lưng nó dài quá dài nè. Cái lưng nó là 24. Bề ngang của cái lưng này nó là 19. À, rất là ấy, thấy nhỏ nhưng mà rất khéo. Rồi mã số 11 Thảo giao lý với bà con là 6.500.000. Dạ, phôi một phôi mai vàng. Mã số 11 6.500.000. Dạ rồi con đỡ luôn chú ha. Rồi một phôi thú quý. Dạ, cây này rất là to nghe bà con. Có cốt cành luôn hả? Một thân cổ lắc nha. Mà có cái khuyết điểm cái là đây nó có cái thẹo. Hồi xưa là bà con người ta có chặt, nhưng mà nó đá hết trơn nha, không có sao hết nha. Nó bằng hai lúng tay Thảo nè. Đó, có cái khuyết điểm nào là Thảo quay gõ báo cho bà con. Dạ rồi. Rồi Thảo cho bà con có cái thông số. Hoành thân là 48. Dạ, 48 hoành. Đường kính bầu là 52. Tổng chiều cao 124. Mã số 12 là một phôi tứ quý nha bà con. Dạ, cây trực lắc không cao, có cốt cành luôn ạ. Rồi mã số 12 là một phôi tứ quý, Thảo giao lưu với bà con là 4.500.000. Dạ rồi, 4.500.000. 4.500.000 một phôi tứ quý. Dạ rồi con đỡ luôn nha chú. Rồi. Cây này bồ đế rất khủng nha bà con. Cây này cũng lực cây nữa nha cô chú chị, thân lắc nha, có cốt cành. Chân cành bỏ đều hết nha. Bồ đế rất khủng, quắm đúng không nghe bà con. Rồi Thảo cho bà con có cái thông số. Hoành thân 38. Dạ rồi. Đường kính bầu là 54. Nguyên một bể đặc luôn nha cô chú chị. Tổng chiều cao là 81. Rồi mã số 13 này là một phôi mai vàng nghe bà con. Dạ. Đế dữ luôn nha cô chú ha. Rồi mã số 13 này Thảo giao lưu với bà con là 7.500.000. Mã số 13. Dạ 7.500.000. Mã số 13 là một phôi mai vàng. Dạ.
Dạ rồi. Rồi, tứ quý, Thảo nay về được một cây tứ quý cũng tương đối nghe bà con. Dạ, nói VIP lắm thì cũng Thảo cũng không dám nói, nhưng mà cây này cũng khá cây nghe bà con. Một bệ đế quá đặc. Dạ, cốt à, cốt cành rất là đều. Cây à, cốt cành khéo cây nha quý cô chú ha. Rất là khéo cây, một bệ đế nghe bà con. Rồi Thảo cho bà con qua cái thông số. Hoành thân là 38. Dạ. Đường kính bầu là 56. Tổng chiều cao là 76. Thảo đo cây sẻ cây củ ở dưới này xuống chút xíu cho bà con nè. Là 54 nghe bà con. Dạ, vị trí này 54. Vị trí này là Thảo đo tham khảo nha, 54 nha. Cây tứ quý này rất là khéo nghe bà con. Rồi, cây mã số 14 này cần một phôi tứ quý, Thảo giao lưu với bà con là 13.500.000. Dạ rồi, 13.000. Mã số 14. Phôi tứ quý có chân cành đều luôn ạ. 13.500. Dạ. Dạ, phôi mai vàng ạ. Cây này có sù mà sù nhẹ nghe bà con. Đang lên sù nhưng mà Thảo không trà nha. À, sù nhẹ ở trên rồi ở dưới nha, đây là nguyên một cục sù nha. Gà đế đều luôn nha. Rồi Thảo cho bà con coi cái thông số. Hoành thân là 29. Dạ. Thảo đo xuống dưới này tham khảo là 39. Dạ rồi. Đường kính bầu là 39. Dạ. Chiều cao là 48. Mã số 15 là một phôi mai vàng nghe bà con. Dạ, mã số. Rồi, mã số 15 này Thảo giao lưu với bà con là 3.1 triệu. Rồi, 3.100.000 nha quý cô chú anh chị. Cây này nhỏ gọn và dễ chơi ha, đế khá đẹp nha quý cô chú. 3.100.000. Dạ, rồi con đổi luôn ạ. Rồi, mã số 16 là một phôi nhãn thanh nhãn nhất nha bà con. Đó, một cây thay nhãn Thảo để cao cho bà con ăn trái luôn nha, Thảo không có cắt lùng nha. Cái này để cao quá đóng cước phí thì nó cũng mệt, nhưng mà thôi để bà con ăn trái mình để cao đi. Dạ. Đó, một cây thay nhãn nghe bà con. Cái này rồi Thảo cho bà con có cái thông số. Nó nâu một cục chà bá luôn á thôi chứ gì. Hoành thân là 30. Dạ. Thảo đó cái củ này cho bà con này Phương ơi. Cái củ xù này là 61. Tổng chiều cao 1m2 đi. Đường kính bầu là 42. Rồi mã số 16 này là một phôi thanh nhãn đó, nghe bà con. Rồi mã số 16 này Thảo giao lưu với bà con là 3.700.000. Một cây thanh nhãn 16. 3.700.000. Thảo bao phí cho bà con toàn quốc nha. Cây này là thanh nhãn đó, nghe bà con. À, trái của nó hiện tại thị trường là 70-80.000 ký nha. Rồi. Rồi. Số 17 cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay là một phôi thanh nhãn nghe bà con. Dạ. Đó. Một cây thanh nhãn VIP nghe bà con. Cây này để chân cành luôn. Thảo còn có hai cây đó, cây này với cây nhỏ đó đó. Rồi. Rồi. Cây này già lắm cô chú anh chị, cái thân nó lên xù luôn nha cô chú. Rồi Thảo cho bà con coi cái thông số. Nguyên một bệ đế luôn. Cũng hết rồi. À, được có mấy cây à? Cái củ nó là 92 nghe bà con. Dạ. 92. Cái thân nó là 33. Dạ. Tổng chiều cao nó là 110. Đường kính bầu là 48. Mã số 17 đây là một cây thanh nhãn nghe bà con, cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Đó, rất là sạch sẽ nghe bà con. Rồi mã số 17 một cây thanh nhãn này Thảo giao lưu với bà con là 7.500.000. Dạ, 7 triệu. Mã số 17. Nguyên một bệ đế đặc luôn hả? 7 triệu 500.000.
cô chú anh chị mình đăng ký coi nào liên hệ với số điện thoại chú Thảo giúp em ha. Cuối cùng là mã số thanh nhãn là số 17. Hôm nay Thảo được 17 phôi cũng giao lưu cùng bà con cùng anh em. Thảo cũng mong bà con anh em trên toàn quốc ủng hộ vợ chồng Thảo. Rồi chào bà con, chào anh em, chào Phương. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi mắt tiếp và em xin chào, hẹn gặp lại với cô chú anh chị ở những cái chia sẻ tiếp theo nha. Được.